Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản kết thúc vụ hè thu 2020, sản xuất trong bối cảnh hạn mặn, thiên tai khốc liệt toàn vùng, nhưng năng suất, chất lượng lúa gạo vẫn ổn định, đặc biệt nhờ xuất khẩu thuận lợi mà nông dân vừa trúng mùa vừa được giá. Là một trong những tỉnh có diện tích lúa gạo lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, đến nay, tỉnh An Giang đã gần kết thúc thu hoạch vụ hè thu năm 2020. Mặc dù chịu tác động bởi thiên tai, hạn mặn khốc liệt toàn vùng, nhưng trong vụ hè thu năm nay, nông dân vẫn đại thắng. Với sản lượng bình quân gần 6 tấn một hecta, giá bán lại cao hơn mọi năm, nông dân cầm chắc lợi nhuận 20-30 triệu đồng một hecta. Nông dân bạn ơi, có lợi nhuận nhiều á, lợi nhuận nhiều hơn năm rồi nhiều á. Năm ngoái thì lúa ngang thì có 5.600 thôi, 5.600-5.700 thôi, năm nay nó 6.100-6.200. Đây là điều đáng mừng, bởi vụ hè thu đồng bằng sông Cửu Long năm nay diễn ra trong bối cảnh hạn mặn khốc liệt, thiệt hại không hề nhỏ ở nhiều vùng. Nhờ các biện pháp chủ động ngăn mặn, trữ ngọt, né vụ, rải vụ, chuyển đổi cơ cấu giống lúa phù hợp với từng địa hình, mà đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì được năng suất, sản lượng, đặc biệt là đảm bảo được chất lượng của hạt gạo cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đối với cái lúa thì cái đơn hàng của nước ngoài thì có nhiều, cho nên là các cái doanh nghiệp cũng như là công ty thì cũng triển khai thu mua rất là tốt, cho nên là cái giá lúa là nó ổn định từ đầu vụ cho tới cuối vụ, và đặc biệt là ở cuối vụ này thì giá nó cũng tiếp tục tăng nhẹ. Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng thì cũng ảnh hưởng một phần về cái sự biến đổi khí hậu về xâm nhập mặn, tuy nhiên bà con cũng là đã kịp thời mà chuyển đổi rửa mặn, chuyển đổi để triển khai được cái vùng lúa tôm, những cái vùng trồng lúa khác lớn như ở An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp thì cái sản lượng vẫn được duy trì ở mức cao, và ngày càng cái gạo của Việt Nam mình chất lượng lại được cải thiện. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều thách thức khi mùa lũ sắp bắt đầu. Theo kế hoạch, đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống khoảng 800.000 hecta lúa thu đông tại các vùng đê bao khép kín. Trước mắt, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương đã lên các phương án ứng phó với các tình huống, kịp thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ để đảm bảo an toàn cho sản xuất của nông dân. Chúng ta phải tập trung vào công tác dự tính dự báo thời tiết khí hậu, tình hình nguồn nước để chúng ta có những cái điều chỉnh phù hợp để đảm bảo làm sao đạt được cái kế hoạch sản xuất và giảm thiểu thấp nhất cái tác động xấu của thời tiết khí hậu đến sản xuất lúa. Việc thích ứng với thị trường giúp nông dân có đầu ra ổn định, giá cao. Chiến lược nâng chất lượng ngành lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long đang dần phát huy hiệu quả, từng bước giúp nông dân làm giàu trên mảnh ruộng của mình.